Và giờ đây tôi cho xin mời quý vị một lớp trích đoạn được mang tên Chiến công thầm lặng. Xin mời quý vị cùng nghe. Tụi mình đành chia tay trong bóng đêm em về nơi coi xa. Nặng mang ở tim đôi tình dạt lao hò dòng tâm tình đồng nghiêng. Tình như dòng anh nguyện quy chung như cánh hoa tươi hồng sắc hương. Tôi đã nhìn đi từ đây không giờ này nơi đâu có con cho anh có hiểu cho lòng bao ngày đời mong nhớ hồng ơi hồng ơi bao tháng ngày anh đứng thì hãy đừng chung lối về. Hồng ơi dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thuở nhưng trái tim này vẫn mãi yêu em yêu người con gái năm xưa đã dù dãi gió mưa mà vẫn một lòng chúng thủy vẫn bền bỉ kiên gan và hiên ngang trước kẻ thù hung bạo thì hồng ơi hồng ơi dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thuở nhưng đêm từng đêm lửa tình yêu ở lòng anh luôn nhớ về em như mãi trong lòng. Hồng ơi lá thư này rơi ấm tình yêu những tưởng bên nhau nào ngờ biết bao ngày xa nhau anh vẫn thương thương hoài trong tim bóng hình ai ôi nhớ nhớ thương thương vẫn như trong lòng em lặng nhìn theo người bước xa bao nhớ thương trong đầy tràn ngập trong tâm hồn ta em ước mơ ngày mai thái bình con đường trong bao
em xương xương không gạt em khóc anh vô mãi mà nước mắt em chừng tuôn trào. Ôi bên tương sao ơi làng ngừng hà anh yêu dấu nơi miền xa anh quyền xe gắn thân sai xuống chân tay đi dặn do quê nhà mãi mình đi dù đang đời có lưng lòng gian nan nhưng lòng anh thề cảm ơn. Cho một tràng pháo tay nữa vì đây đại ca, không đem cắt đi.